Lisa, yeah. Đây là Jenny, Rose, and Jisoo, Hải Triều, BB Trần, yeah. Và bạn Mậu Đạt. Mậu Đạt, chia sẻ đi. Yeah. Triều. I'm very happy. Tôi rất là hạnh phúc. Go in the Việt Nam today. Khi tới Việt Nam ngày hôm nay. Và food Việt Nam very good. Đồ ăn Việt Nam tốt. Dạ. Cái mặt câu nó lạng vậy của người nước ngoài giao lưu. Dạ thì thật sự là một lần nữa thì cho xin chào ban giám khảo và tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình cũng như là trước màn ảnh nhỏ một lời chào của nhóm Blackpink. Em không hiểu sao cái tên còn không nhớ mà bữa nay thuộc động tác là em trời ơi. Trêu. Em đừng có tưởng em đẹp là em có quyền. Hồi nãy coi soi rất là kỹ, bốn bạn ai cũng hát nhảy đẹp, hát hay, riêng cái bạn Triều á quên lời hoài luôn. Quên hoài, quên nửa hoài của người ta. Có hát đâu mà quên lời. Thôi cũng được đi, bị nhảy quá phải không? Nhảy quá thì thôi quên không, lời thật cũng sự được. Là lần này cái tên của nhóm cũng quên làm sao? Không phải. Tại vì sao? Tại vì á cái lần đầu tiên em nhảy như vậy. Hồi đó giờ em múa không à. Cho nên động tác em nó lơi nửa nhịp hơn tay như vậy. Rồi mà bây giờ các ảnh một tổ hợp mà bị cắt rất nhiều rồi. Cho nên được như vậy là em đang nhớ cái động tác.
em rất là sợ thiệt, lên sân khấu mà thi cho người ta mà người ta rớt cũng kỳ. Dạ xin mời giám khảo Quang Linh chia sẻ về tiết mục này ạ. Bác ơi. Dạ. Hôm nay em đẹp vậy đó. Cảm ơn anh. Em sợ anh lắm, em sợ anh soi em từ trên xuống dưới mà anh nói vậy là em yên lòng em rồi. Trời ơi, mặt mày của em nhá, tóc tai nhá, mặt xinh, nhìn xuống cặp đùi chỗ đẹp quá. Trời ơi. Thua gì ai đâu anh. Trời đất ơi. Cái mà thành công ở cái chương trình này khi mà các thí sinh chơi tiết mục của mình ý, mà làm cái người ngồi đây á quên mất bản gốc của chính nhận dạng em là ai luôn. Anh cho em không nhớ phát là người như nào luôn. Ấy, trước mặt mình cô ca sĩ cô đẹp quá. Và có một điều này tôi chia sẻ cực kỳ chính xác, tôi không hề nói dối nhé. Tôi đi hát lâu rồi và tôi cứ có một cái quy định ở trong đầu ấy, nhảy đẹp nhất nước Việt Nam là chỉ có Hồ Ngọc Hà thôi. Nhưng mà hôm nay, trời ơi, cô BB Trần, trời ơi. Tôi thấy hả? Tôi thấy cô chặt chị Hồ Ngọc Hà đứt đoạn luôn. Bóp bóp chặt một đoạn một vậy. Hồ Ngọc Hà mà. À, cô thần thái, cô nó xuất sắc, tay chân nhảy ngón động tác đồ mặt mày, trời ơi, sắc nét gấp 1000 lần Hồ Ngọc Hà nhá. Và không phải chính những nhân tố này, những người bạn của em, Hải Triều và Mậu Đạt nữa, tất cả cái này, những yếu tố nó làm cho cái tiết mục em nó hay, nó lôi cuốn thế sợ luôn. Và một cái điều nữa mà anh phục vô cùng, anh đi hát lâu rồi, kinh nghiệm mưu mô xảo quyệt của anh cũng đầy mình luôn, nhưng mà chưa bao giờ anh làm được cái điều là làm cho những cái vị khán giả mà cỡ U40, 50, 60 mà đứng lên vỗ tay mà la hết om sòm. Hôm nay bọn em làm được, em nhìn xuống cho các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Với một tiết mục như vậy thì anh soi gì, anh nói gì đây? Thôi, anh chỉ có 10 điểm ha. Đúng rồi. Ê, 10 điểm là còn thấp. Trời ơi. Mày ăn này không phải. 10 điểm. Em tưởng đi học phổ thông. Điểm hết rồi. Đời, đời, dạ đời. Đời, đời, tới 12. Trời ơi. Em còn thi nữa không? Em đừng mời nó nữa. Nó hại em từ đầu chương trình tới giờ luôn đó. Anh nói lại nhé. Anh nói tiếp nhé. Là anh nói sau tất cả những cái đấy thì anh còn biết làm gì đây, soi gì đây, anh chỉ biết cho điểm thôi. Và cho đúng điểm như mà cô kia vừa yêu cầu á. Anh nhớ rất, anh nhớ rất rõ. Opa. Mùa năm ngoái anh ngồi đây và cô này cũng là một khách mời và cô cũng yêu cầu đúng 10 điểm. Anh nhớ rõ ràng. Anh nhớ luôn. Trời đúng ơi. Rồi. Năm nay cho em lên 2 điểm đi anh, 12 điểm. Trời ơi. Cho nên anh biết là em chỉ có mỗi con số 10, em biết thôi. Ok, chúc mừng các bạn giám khảo Quang Linh. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với giám khảo Hồ Ngọc Hà. Cái này chị nói thật nha, ví dụ như là Mia hay là các bạn kia là chỉ có song ca, kiếm một người đã khó. Đây là còn kiếm 4 người, một người lố nó dễ chứ 4 người mà lố đều nó khó lắm chứ bộ. Cho nên cái này cũng là một phần cực kỳ thành công cho tiết mục này. Bố mà dễ thương, yên tâm. Chị thích nhất cái đoạn mà em bắn chỗ em bật ngửa như thế. Người ta cũng vừa vừa thôi chứ em 90 độ vậy. Em hả chị? Ừ, em chứ ai. Thiệt chứ chị, là em nghe được nhịp là em mừng dữ lắm luôn á chị. Không có nhớ. Mà Tấn Phát phải cảm ơn các bạn diễn của mình, bởi vì các bạn rất là tập trung cho mình. Đặc biệt là BB Trần thì nghiêm túc như là diễn thật sự của nhóm Blackpink. Còn Hải Triều là nhìn thấy sự lo lắng nhưng mà lo lắng rất là đáng yêu. Và quên hát luôn. Bè biết là tới giọng của mình quên luôn. Và đã từng có những cái tập trước là một bạn cũng đã diễn lại Jenny. Hôm nay thì Jenny là cũng sexy khủng khiếp luôn. Đẹp, ấn tượng và đúng thần thái hơn nè. Còn Lisa là một cỗ máy nhảy của Blackpink nha. Mà Lisa này để xét về đầu mùa của gương mặt thân quen tới giờ thôi là cũng thuộc vào cỗ máy nhảy rồi. Nên là cũng chúc mừng em cái tiết mục này. Thứ nhất là bọn em quá đầu tư. Và thứ hai là có tâm. Và thứ ba là đúng cái mục đích của chị ngồi đây. Chị chờ đợi những cái màn diễn lố. Chứ chị không cần phải quá giống. Bởi vì giống không bao giờ giống được. Nhưng mà lố mà duyên mà làm cho khán giả điên cuồng thì có lẽ là từ đầu mùa tới giờ tiết mục này làm khán giả điên cuồng nhất. Dạ, cảm ơn mọi người. Không biết là anh Đức Thịnh và Khoan đã. Nhưng mà Anh hỏi và em phải nói thật nhé. BB Trần cho anh biết là cái tour diễn của em sắp tới này là ở đâu, anh phải đi coi cho bằng được. Anh phải quyết định là bỏ thần tượng Hồ Ngọc Hà rồi. Bây giờ anh sẽ thần tượng em. Trời ơi, thời trang mặc đẹp vô cùng. Và nhảy
đẹp có mấy lần Hồ Ngọc Hà đấy. Cho anh biết tôi diễn đi, anh đăng ký đi theo anh quay. May là bởi vì đây cũng là chuyên nhái Hồ Ngọc Hà đó. Dạ. Cũng có tí thần thái Hồ Ngọc Hà chứ bộ. Dạ em mà được như ngày hôm nay là nhờ em coi những cái MV của chị Hà anh. Chùa. Là em học từ thần thái của chị Hà. Chùa. Em giả. Trời ơi, đồng trang lứa luôn kìa. Mọi người nhìn em chị Hà, cái mặt thì không có giống. Nhưng mà khi mà em diễn cái thần thái là y như chị Hà. Đâu, đâu, diễn coi, diễn coi. 2, 3, diễn. Ủa chị Hà. Cái khi mà nhiều lúc em diễn cái mọi người nói sao em giống chị Hà quá, thì lúc em mới bất ngờ đó. À chắc là do là em thần tượng chị Hà từ nhỏ hết, cho nên là những hình ảnh của chị Hà nó ăn sâu vô trong người em rồi. Bây giờ em chỉ lên mà em chỉ cần mà em diễn, em làm những cái động tác thôi là. Không phải đâu em. Dạ. Bởi vì chị có nét đẹp của đàn ông. Trời ơi, kẻ tám lạng người nửa cân kìa, sao chịu nổi. Đức Thịnh nói gì đi. Anh thích cái bản này hơn cả bản gốc. Cái này anh hỏi tế nhị nha, thích dạ. Thì trả lời, không dạ, thích thì sao? Thôi. Tụi em diễn vậy thôi chứ thực ra toàn bộ tụi em là trai thẳng hết phải không? Dạ, giấy chứng minh nhân dân của bốn tụi em đều là giới tính nam hết. Không, cái này là kể chuyện hậu trường luôn, mới nãy tới phát chưa đổi tóc giả. Trang điểm rồi, bận đồ, lo lắng. Ồ. Đổi tóc giả chưa? Cái tóc giả nó có cái ma lực dễ sợ à. Tôi khác lắm. Không phải đáng khen là rất là thông minh luôn. Khi mà bóc vô trúng cái nhân vật này á, mà em chọn ba cái cô nữ thiệt á, mà đóng là em phèo rồi. Đúng rồi. Chắc rồi. Chắc chắn luôn. Nhưng mà không ngờ là cái sự lựa chọn này đó giúp cho em chính xác thăng hoa như thế. Và chị cũng nói cái này không biết khen hay chê đó, trong bốn cái cô này em nhảy xấu nhất. Em ơi, nói thiệt. Cưng nhất, phô nhất, sâu nhất, nhưng đường cái em tự tin nhất. Đúng em rồi. Nhảy em nhảy bất chấp. Trời ơi, chị thấy sai nhịp mà sai mà cứ vẫn từ lưa tè le làm tá lả luôn. Trời. Nhưng mà vẫn hút người xem. Sao nhờ quậy, nhưng mà nãy Hồ Hà nói sao nhờ, nói gì nhờ.